Cửa hàng Nông Cơ Nhà xin kính chào quý vị, anh chị và các bạn. Địa chỉ của cửa hàng ấp 3 xã Bảo Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Số điện thoại để mọi người có thể liên hệ là 0974644973, 0337019191. Hai số điện thoại bên em có sử dụng Zalo, Facebook bên em là Thắng Megaxic và YouTube là Nông Cơ Duy Hải hoặc là Thắng Megaxic. Đặc biệt trang web của bên em là www.nongcoduyhai.com. Mọi người có thể đặt hàng trên trực tiếp trang web của em nhé. Phụ kiện sẽ được giảm giá 100k. Mua máy sẽ được giảm giá 100k, phụ kiện một combo thì sẽ được miễn phí vận chuyển ha. Hôm nay thì bên em có ít Kawasaki TZ53E cập bến tại cửa hàng ha. Đó. Hôm nay em sẽ quay cho mọi người xem. Thì ở đây thì có bản đầu máy không và bản là cần, đặc biệt là bản máy bao lô cần mềm. Đó. Lấy cái vít cô cho anh xem này coi, lấy một cái đầu ra đây. Đó, nó đặc biệt ở đấy. Đợt này thì về được cần mềm rất là ok cho mọi người ha. Đó. Có cần mềm, cần Volga. Cần thì nó rất là nhiều loại, thì thông thường nó chỉ đầu máy thôi. Em bỏ đầu máy ra đây. Thì hôm nay là một cái clip mà em giới thiệu cho mọi người xem ha. Khui cho anh cái cần mềm nó xem nó như thế nào luôn em nhé. Rồi, bỏ ra đây. Đây là đầu máy rồi này. Đây là đầu máy mà gắn ba lô này đó. Full combo. Thì cơ chế bảo hành của máy ấy, thì vẫn là 12 tháng IC lửa. Thì mọi người lưu ý dùm em cái mã code ở đây, mã series của máy ở đây. Mọi người liên hệ bên em. Bên em sẽ chỉ cho mọi người cách làm bảo hành điện tử của công ty luôn ha. Thì nói sơ qua cho mọi người biết về chút về dung tích xi lanh cũng như là phần động cơ. Thì con máy này, máy TZ53 này thì bên em bán cũng khá là lâu rồi. Một đơn vị bán uy tín nhất thì top của Bà Rịa Vũng Tàu. Và hiện tại thì bên em đang là đại lý top 1 của Bà Rịa Vũng Tàu nha mọi người ha. Top 1 của đại lý Bà Rịa Vũng Tàu. Thì sản phẩm bên em cam kết cho mọi người là chính hãng 100%. Đó, 100% chính hãng nhá. Kawasaki. Hàng thì mọi người biết rồi đó. Đây, mọi người theo. Nói chung là hàng về nhiều là cái mối lái cũng như là những khách lẻ nó dặn trước là đóng. Đó, đóng hết rồi đó mọi người theo. Đó, đóng hết đó là chỉ sẵn sàng giao. Đó thì bây giờ em vẫn rảnh để em lên clip em quay cho mọi người xem. Thì đợt này thì về được cần ba lô, còn đợt trước thì không có ha. Đợt trước chỉ có đầu máy không hay là cần Volga như thế này, full combo Volga. Khui nhanh một cái này luôn em. Đó. Thì cần ấy, thì nó rất là nhiều sự lựa chọn cho mọi người. Mọi người sần cái cần rẻ tiền hơn có. Cần Volga là cần chúc bích này ấy, là nó hiểu Volga này, chúc bích này nó giống như cái cần hãng luôn, nó là cần hãng nhưng mà nó chia ra nhiều nhánh. Còn mọi người thích lấy những cái cần của máy khác mình gắn vào nó cũng được, giá thành nó sẽ khác nhau. Đặc biệt cũng như cần bỏ hẳn xuống nằm đó đấy, cho nó đấy. Cần Estin cũng gắn được này. Rồi bản cao cấp nhất nó là cần Thái Lan thì giá rất là cao nha mọi người ha. Mọi người mua full combo tức là cả cần lấn đầu máy thì giá thành nó sẽ rẻ đi một chút. Còn nếu mà mua rồi thì tất nhiên là phụ kiện nó phải đắt hơn rồi, nó là như vậy. Thì ở đây thì tùy mọi người thích cần mà Volga đi theo đầu máy này thì em báo giá giống như khách hàng em đây. Người ta lấy như thế này thì em báo giá cho cần và đầu máy như vậy. Còn mọi người thích cần Thái chất lượng hơn hay cần Maru trong bảo ở Nhật, nếu bên em có bên em cũng sẽ báo giá cho mọi người. Thì mọi người cứ liên hệ Zalo số điện thoại của em 0974644973 giúp em ha. Rồi. Trao đổi chút cho mọi người một chút xíu á. Thì con TZ53E này thì nó là con mạnh top mạnh nhất hiện tại ha. Top mạnh nhất hiện tại bây giờ nó là top 1 rồi. Vì thứ nhất là nòng sử hữu của nó là 44 ly, dung tích xi lanh đạt gần đủ là 53cc. Đặc biệt mà nhiều anh em thích ở con này, nó sử dụng turbo. À, đặc biệt là turbo. Turbo thì cái chế hòa khí của nó sử dụng hai họng gió. Đơn thuần mọi người thấy sẽ nó có một cái họng ở dưới này. Đó. Là cấp xăng bình thường đúng không? Nó thêm một cái họng cấp gió ở trên này nữa. Thế nó luồn vào đây, nó làm tơi cái nhiên liệu và tăng công suất động cơ mà không cần phải nâng cấp xi lanh hay cây dây của nó lên làm gì. Thì đó là người ta gọi tóm tắt nôm na cho mọi người hiểu, nó là sử dụng turbo. Đó, nó là như thế. Thì hàng này thì chính hãng của hãng Kawasaki, nhà máy sản xuất và lắp ráp tại bên Trung Quốc. Mọi người lưu ý nha, nơi sản xuất nguồn gốc của nó thì không phải từ Made in Nhật Bản mà nó là Trung Quốc. Đó, nhà máy đặt bên đó. Đó, nó là như thế và hàng là hàng chính hãng nha mọi người ha.
có số seri, bảo hành 12 tháng, mã bảo hành điện tử đồng hành nha mọi người ha. Thì bây giờ em sẽ ráp, ráp hai phiên bản vô, ráp cần và đầu máy vào và ráp cần bao lâu vào để có cái so sánh tổng quan nhất cho mọi người xem ha. Rồi em xin phép dừng video một chút ạ. Rồi bây giờ em sẽ ráp cần vô gạo. Chà, dơ bố rồi này. Cái thảm này dơ quá, thảm mà có nhớt. Có miếng giấy không? Rồi dơ cái máy luôn. Lấy miếng giấy, miếng rẻ gì đó lên nha. Đó. Giờ em sẽ ráp vô đây ha. Trời ơi, thả cái thảm này dơ thế nhớt. Quay, em quay mấy video nghĩa địa. Rồi em ráp 4 cần. Thì bản này thì mẫu 2022 này vẫn vậy nhá, sử dụng bố RB78 nhá, R78 ha. Vẫn là bố côn như vậy ha. Rồi ok, bây giờ em cắn cần vào đây em ơi. Cần này cũng khá là ok cho mọi người ha. Đây này. Cần này đầu thứ nhất là cái đầu bò đó, tại vì cần này cần hãng luôn mọi người nhá. Đây là đầu bò này. Volga nó giống như đầu bò của Hu vậy. Bao không cho không cuốn cỏ luôn. Đó, đầu bò to. Đó. Rồi bắp chuối là có cao su giảm rung ở đây đó, đó rất là xịn sò luôn. Nói chung là cần hãng nên mọi người an tâm về xài, không phải suy nghĩ gì đâu. Còn nó có hai loại cần bên em cung cấp nữa, một là cần Maru của Nhật, hai là cần Thái luôn. Nhưng mà cần Maru thì lâu lâu mới book được một cái máy ra mới có chứ không có nhiều. Còn cần Thái thì có nhưng mà giá chi phí cũng khá là cao. Chọn bộ cần là hơn 2 triệu một cái bộ cần như vậy nếu mua lẻ. Mua kèm máy thì mọi người sẽ được giảm giá một chút. Thì theo em thì mọi người cứ lấy cái cần Volga này nó khá là ok lắm rồi mọi người. Xài cũng chuột chỉ lắm rồi. Tại vì bên em bán cũng khá là nhiều rồi. Đơn vị bán máy uy tín nhất tại Bà Rịa Vũng Tàu với dòng máy Kawa này ha. Đó. Đấy thì đó là full combo, nó là như cái này mọi người. Rồi bây giờ em lấy cái cần ba lô gắn vào đây. Đó, đây là cần ba lô ha. Xem mình xem thử trải nghiệm cần ba lô. Nó có một cái một đoạn dây cáp đây. Đầu bò tay lái như thế này. Đấy, cáp, đoạn cáp ống đây. Đây đầu bò, đầu điếu nó này. Đó, khui này cho mọi người. Đầu bò cũng dạng đầu bò to luôn, tropic luôn này. To lắm, nó đỡ thứ nhất là đỡ cuốn cỏ đó. An tâm nhé. Đó. Thì cái dòng này dòng tốt rồi, rồi em thử gắn cái đầy đủ cái đoạn cáp nữa rồi. Phụ kiện thay mới thì nó đã nhép luôn, nhép đây. Thay thế rất là nhiều, mọi người kéo cái chốt nó lên này. Mọi người thả vào, đúng cái tim vuông đó, là buông ra, xoay cái này. Đó, ok, chốt. Rồi cái đầu này gắn vào đây thôi. Đấy, nó vô. Rồi xem nó có chốt không hay là mở ốc. À đấy là nó mở ốc mọi người. Chưa vô đâu, hình như chưa vô đúng không? Sát thì cho sát luôn. Ok, sát. Rồi, bắt ốc. À nó bắt ốc nha, chứ con này kéo chốt thôi. Thì thông thường mọi người gắn nó vào trước. Thêm một thùng của nó đây, chúc bích. Thùng phụ kiện nó là chúc bích. Như cái này đây, đó. Tay lái cầm có luôn, đầy đủ luôn. Còn cần của Volga có tay lái đầy đủ, em để đây luôn. Rồi em gắn móc dây đeo vào, em đeo thử lên coi. Móc vô. Rất là gọn nha. Hệ thống cái này thì nó bằng lò xo này, giảm rung lò xo, bát bổ rất chắc chắn luôn. Rồi đeo lên thôi. Cắm đi. Đeo lên sau lưng coi, cầm chơi coi. Đây. Đấy, rất là đẹp luôn. Cầm sơ lên thôi. Dây ga thì sẽ gắn vào đây rồi. Nhưng mà đấy là em chỉ cho lính biểu diễn một chút thôi đó, rất là đẹp đó. Anh này mới đi bộ đội về mà dùng cái máy này thì bao phê luôn. Đẹp đó. Bao đẹp luôn. Rồi đứng nguyên, đứng nguyên, đứng nguyên đó, rất là đẹp. Đó là bọn chọn bộ bao lô của máy. Đây hệ thống giảm rung của máy này bằng lò xo hết ha. Rồi đầu bò đây. Đó, thì phiên bản dành cho các bác ở miền Bắc rất là thích. Tại vì người ta ở trên đồi ấy, thì không thể nào dùng những cái cần như kia được. Mà ở đứng một chỗ rồi đưa tới đưa lui
xoay tới xoay lui là dùng con này rất là tiện nhá. Mà con này thì lực đánh thì vô địch rồi, top 1 hiện tại về máy cắt cỏ mạnh nhất rồi, mọi người cứ an tâm ha. Rồi thì đây là bên em, ồ nó có máy cắt cỏ xe cỏ rè hết mấy đây này, hướng dẫn bảo hành điện tử của mọi người này đó. Nhưng mà mọi người nếu không rành cái này thì cứ liên hệ trực tiếp với em, ba con rè của máy này bên em sẽ hỗ trợ nha. Đó, nên mọi người an tâm ha. Rồi thì trên đây em giới thiệu cho mọi người bộ đôi siêu phẩm là như vậy ha. Thì các bác nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ số điện thoại của bên em 0974644973 ha. Đó, nói chung là hàng này thì nó không có số lượng có nhiều đâu, tại vì về đại lý mỗi người lấy tí tí là nó hết nhanh lắm mọi người. Nên là các bác nào mà xác định mà lấy thì liên hệ trực tiếp với bên em sớm ha. Rồi ok, thì cảm ơn mọi người theo dõi video rất nhiều. Mọi người mua thì liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Xin chào mọi người.